Dạ, xin chào cô chú anh chị. Tôi xin Quỳnh Vũ cảm ơn sự ủng hộ của cô chú anh chị mình rất là nhiều. Hôm nay thì em sẽ lên thêm một video vào buổi chiều. Đầu video một em màu da Kitamura. Em này là form dáng sách tay, da này còn rất là đẹp nha mấy anh chị. Lót đó có vấn đề tí xíu. Sách tay bản dây này là khoảng 1,5 phân. Quay dây coi nè ha. Đây mấy anh chị, cái màu nó còn đều hết. Em này còn rất là mới da nha mấy anh chị, mình sẽ thấy ha, da nó còn rất là sáng, nó sẽ không có bị xuống tông á. Có bị vết đậm đậm thôi nhưng mà cái màu da nó rất là sáng. Đây sẽ có đậm đậm vài vết như thế này ha. Đáy túi thì nó hơi nhăn nhăn cái phần da nè. Gốc thì không có bị khờn, bị đậm xíu thôi. Chắc tông thôi ha. Ở bên đây nó cũng có một cái vết. Em này nó rất là rộng, mặt sau đẹp lắm. Có một cái ngăn. Ở bên trong này mấy chị nó lót là lót lót da BU. Thì ở đây nó sẽ là nó tự quỷ mấy chị á. Ở trong đây mình chỉ việc là cạo cạo ra là sử dụng. Ở trong là cái lớp vải nó rất là dày. Cái phần chữ K, cái phần da bên trong còn rất là sáng luôn. Em này cái màu da rất là đẹp nha mấy anh chị, nó còn mới dữ lắm. Một ngăn ngoài, ở đây sẽ có một cái nút bấm ha. Cái kiểu em này hay có cái nắp da như thế này. Đây bên trong, đây mấy anh chị cái là vải nè. Cái này là cái vải màu vàng này ha. Đúng ra là nó sẽ là cái phần da này. Cái này là da thật ha. Ở bên trong sẽ là da BU. Người ta sẽ làm hết phân nửa rồi mấy anh chị chắc làm biến không làm nữa nè. Cạo cạo ra rồi nè. Đây cái này là lớp vải. Đây nó sẽ trắng trắng, mấy anh chị nhìn cái lớp vải nè, nó rất là dày, cái màu vàng này ha, rất là dày dặn. Đây cái phần này là da BU nè, đó mình chỉ việc cạo cạo này ra thôi. Cái tát một khóa, đây nè, bên đây nè mấy chị là cái lớp da nè, lớp da nó đã bị phân hủy rồi nè ha. Đây nó ở trong thì lại còn rất là láng cái phần khóa kéo này. Ồ sao cái ngăn này còn láng bóng luôn nè, còn khu que láng bóng. Cái ngăn khóa phụ này thì lại còn rất là đẹp, để mình coi coi. Đem môi ra luôn đi. Đây mấy chị nó như vậy nè, rồi người ta sẽ cạo cạo ra thành cái lớp vải bên trong ha. Về mình xử lý giùm em không có thời gian, em không làm nổi chứ không là em vẫn làm được mấy anh chị. Cạo ra là nó sẽ sạch sẽ, cái vải nó còn sạch bóng à, cái màu vàng nha. Ở bên đây cũng có một cái ngăn nữa nè, đây cạo lưng chừng rồi nè ha. Đấy nhìn nó hơi bị lăn lỗ chút xíu, cạo sạch sẽ ra là nhìn em tin tất liền. Rồi đây nè mấy chị, cái vải nó như vậy nè, nó vàng ươm như thế này ha, và nó dày cui à, nó mới mấy anh chị. Em này cái bên trong nó rất là đầm mời, cái vải nó rất là mới, nó bị lỗi lót. Ôi em này cưng dễ sợ luôn nè ha, da đã dữ lắm luôn, màu đẹp, có bị lỗi lót ha. Cao là 20 ngang 23, dày 12, em bán 150 mã F3 mấy anh chị, 150 mã F3. Nó không có bị ướt nha mấy anh chị ha, đó nó khô queo à ha, mình chỉ cạo ra xài thôi, nó không có bị bết dính gì hết trơn á. Thôi màu coi đẹp nè. Đây em qua mẫu. Tiếp tục một em túi dù mấy anh chị, em này là mình xách tay, em này còn mới tinh ha. Khen khóa em này là cái màu trắng, trắng của trắng bạc, có bị mờ mờ. Dù thì đẹp nè, đây mấy chị cái dù nó còn rất là mới luôn, có một ngăn phụ, xách tay thôi, cũng rộng lắm nè. Đây nó có vết trắng trắng gì đây, dơ. Ôi đẹp lắm, em này nó còn rất là mới, ở đây có cái tác hiệu luôn nè ha. Xách tay bản dây này là khoảng 2 phân, hai mặt sẽ có hai cái ngăn phụ. Rồi ở bên trong là dù rồi, cái ngăn này nó sẽ sâu tới đáy luôn, quá là rộng luôn, có khóa kéo. Bên đây cũng có khóa kéo luôn. Rồi sạch bon rồi mấy anh chị. Ở bên trong sẽ có hai ngăn và một cái khóa giữa. Ở đây là một cái ngăn thôi, không có có phải là cái hai ngăn. Đây nó chỉ là cái ruột ha, dù rồi, một cái khóa giữa. Sạch lắm anh chị ơi, sạch đẹp. Ở đây có một cái khóa nữa nè. Một khóa phụ, một ngăn. Cái dù này được nha, không có bị ồn ào đó. Ở bên đây một ngăn lớn, một ngăn nhỏ. Đây không có khóa kéo miệng, không có nút bấm, được một cái khóa giữa thôi. Ở ngoài lại được tới hai cái khóa luôn. Đây mấy chị, khóa kéo quá trời luôn ha. Rồi em này nó rộng bên trong, size nhỏ nhỏ xinh xinh, dù mới tinh. Cái dù này đẹp nha mấy anh chị, nó dày dặn nha, nó không có nhẹ tiều tiều. Form nó cũng còn rất là đứng form. Cao 21 ngang 28, dày 9.5, em bán 200 mà F30, 200 mấy anh chị mà F30. Mới tinh. Em qua mẫu. Đây một em nhỏ nhỏ xinh xinh mấy anh chị, cái này là dành cho mấy em nhỏ nhỏ nè. Ôi nó dễ thương lắm. Da BU phối với lại cái này là dù. Ô phối tùm lum, ở đây là vải kaki ha, cái phần này là dù, cái phần viền này là da BU, cái này là vải bố, mới tinh nè, ô đẹp lắm, bản dây to nhưng mà cái size nó nhỏ nhỏ xinh xinh nè, gọn lắm. Dây này là dây tăng giảm được, khoen khóa còn vàng đẹp nè, dây là dây dính liền, em này mới tinh hả mấy anh chị. Rồi có cái tách hiệu đàng hoàng nè, khóa cũng là cái khóa hiệu luôn nè ha, dán cặp, mới tinh nè, mặt sau sẽ có một nha. Ở đây là cái vải màu xanh dương, sáng trưng. Ủa sao có một cái khóa, ở đây có một cái dây kéo nè, ở đây là có cái hai cái nút nữa nè, dán cặp.
Đây bên trong cái này để em xem có khóa kéo được một ngàn ha. Ở đây nè, sạch đẹp, được một khóa kéo hay ho lắm đây, một ngăn rộng ở bên trong. À, bên trong sẽ không có khóa nữa nha mấy anh chị. Rồi em này là Made in Japan luôn nè mấy anh chị, hàng của Nhật nha ha. Đây tag code của Nhật trong đây nè, Made in Japan luôn. Trời ơi sạch sẽ, đẹp, gọn hơn và dễ thương lắm. Hàng Nhật luôn, không phải là da thật thôi nhưng mà đẹp mới tinh luôn nha mấy anh chị. Đẹp lắm, dễ thương dữ lắm, nó cưng cưng cho mấy em nó nhỏ nhỏ nó sẽ thích lắm đây. Cái này là bé trai xài được nè. À, cao là 18.26, dày 5 phân, em bán 150, mã F12. 150 mấy chị, mã F12, em này là mới tinh ha, hàng Nhật. Em tiếp tục, đây một em, cái này là len mấy chị ha. À, phối với lại cái phần này là da mộc, trội cô giá đẹp nè ha. Đây, cái này nó sẽ có một cái chăn. Đây, hình này cái gì giống như chiếc lá hả. Da mộc mấy chị, nguyên một cái miếng da luôn nè. Đây, nó dày cộm như thế này. Cái bản dây em này còn rất là đẹp luôn. Qua dây này khoảng 2 phân yếu ha. Ồ, cái da em này còn mới dữ lắm nè. À, khóa là cái khóa đồng mấy chị, có tăng giảm, em này đeo vai đeo chéo đều được. Ô em này dễ thương. Đây khóa của nó là dày, len phối với lại da mộc. Đây ở dưới đáy túi sẽ là như vậy ha. Ở trong nó là một cái túi mấy chị. À, cái phần len này cái màu nó là màu kem kem nhưng mà nó sẽ có bị đậm đậm mấy chị. Cái này mình phải về giặt tẩy lại nè. Đây nó vậy nó, nó đậm cái khúc này nè nha, nó không phải là cái trắng tinh ha, trắng kem nhưng mà cái chỗ này nó sẽ có bị đậm đậm. Ở trên đây thì là sạch đẹp nè ha, đó bị đậm đậm ở chỗ này. Ở bên trong, ồ em này nó dễ thương. Ở đây, cái này là cái mặt chính nè, mặt trước ha. À, đen cái bị ở cái mặt sau. Ở đây nó sẽ có một cái khóa mấy chị coi da nó đẹp như thế này nè. Đây, màu bò, ô đẹp quá. À, cái phần da này còn đẹp, mới tinh luôn mấy anh chị ơi, nó đẹp thật là đẹp và nó dày cui luôn. Một cái khóa ha, đây có cái miếng da gài lại như thế này. Cái phần qua dây này nó còn rất là đẹp nè. Ở bên trong sẽ có một cái túi mấy anh chị. Dày. Đây, của riêng của nó này ha, là cái bản da luôn nè. Rồi, cột lời với thầy. Rồi, không có gì mấy chị, em dậy đi, để vậy đi ha. Ở trong là cái này là vải thôi, vải kaki nè, dày cui và sạch bóng như thế này. Rồi, mình để bên trong, mình không thích thì mình không xài thôi. Ở bên trong thì sạch bon này, không có gì hết trơn á. Mới tinh. Em này nó dễ cưng. À, em này mình đeo thời trang, chụp ảnh này kia, em thấy nó đẹp nè. Ồ, nó dễ thương. Dây dài nha mấy anh chị, có tăng giảm cưng lắm em này. Màu kem. À, cao 28, ngang là 29. Em bán 250, mã F13. 250, mã F13. Rồi, em qua mẫu. Một em màu đỏ, em này là mình đeo vai da thật giùm em. À, da này nó dày dữ lắm, hiệu dập trên này. Ở dưới đây nó sẽ có bị đậm đậm. À, đây gốc ở đây có một cái vết đậm, da thì dày cộm luôn ha. À, có vài vết trầy cấn thôi, còn đẹp mấy anh chị, màu đỏ đô gốc. Rồi gốc cũng được nè, cái mặt sau lại thẳng đẹp hết nè mấy anh chị. Ở đây nó sẽ có khờn nhẹ, gốc bên này mới tinh luôn nè ha. Đáy túi sẽ có nhăn nhăn da, qua dây em này thì còn mướt rượt da, da này dày cộm luôn ha. Rồi qua da này sẽ không có bị khô nha mấy anh chị, không có bị rít da gì hết trơn, láng mướt. À, đeo vai em này sẽ rộng bên trong, hai khóa kéo. Ở đây sẽ có một cái khóa phụ mặt xa, khóa là cái khóa hiệu luôn nè ha, khóa nhẹ. Ở bên trong là lót vải in hiệu hãng đẹp, màu đen. Ồ, khóa nó nhẹ dữ lắm. Một ngăn phụ thôi ha. À, một nút bấm và một khóa kéo miệng. Khóa cũng là cái khóa hiệu luôn nè. Rồi bên trong hai ngăn mấy anh chị, một ngăn khóa kéo và một cái ngăn nút bấm. Cái ngăn này là cái ngăn khóa kéo, bên trong lót vải hãng, vải dù. Ôi sạch đẹp dữ lắm, mới tinh ở bên trong ha. À, không có một cái vết dơ nha mấy chị, đẹp lắm. Rồi bên đây sẽ là một cái ngăn. À, có khóa kéo, có cái tách hiệu. Cái hiệu của em này là cái gì đây, Outlast mấy chị. Một cái khóa, khóa cũng là cái khóa hiệu hết nè, khóa đồng bộ tất cả. Ồ cái dù này nó dày, thật là dày luôn. Đây mấy, ồ cái giải này nó dày khủng khiếp lắm. Đây nguyên một cái lớp luôn, dày cộm luôn. In hiệu hãng mấy chị, sạch đẹp, mới tinh ở trong luôn nha. Ở trong nó sạch đẹp dữ lắm. Và dày dặn cái túi, túi chắc đuổi luôn ha. Rộng. Ở đây sẽ có một cái nút bấm, một khóa kéo, khóa ngon lành. Khóa nào khóa này nó nhẹ tơn và nó chắc cú dữ lắm. Màu đỏ mấy anh chị, ở đô. Da này ha, dày và dẻo da như thế này. Phơm được cái là dày dặn cứng cáp phơm, thẳng băng. Cao là 23, ngang 31, dày 7 phân. Em bán 250, mã F26. 250 mấy anh chị, mã F26. Da còn rất là đẹp. Rồi em qua mẫu. Rồi em này cái màu của nó là cái màu gì đây? Đây mấy chị, em thấy màu nó chính xác ở ngoài nó là như thế này ha, y như thế này.
không biết kêu màu gì vậy, màu da hả? À đây, em này là bảng dây dài ha, có tăng giảm để vai đeo chéo đều được. Bảng dây là bảng dây to 2,5 phân, bảng dây to, da giặt vân xấu. Ồ cái da này đã dữ lắm nè, mấy chị thấy nó dẻo nó đã ghê ha. Ở đây nó có cái gì đây, cái chữ C hả? À gốc em này sẽ có bị đậm, đậm gốc đây, có bị đậm hai gốc này rồi nè. Ồ da thì đẹp nha. À, em không thấy một cái vết trầy khờn nào trên hai mặt nha mấy chị, mặt này nè ha. Rồi mặt sau cũng vậy luôn, láng o hết trơn, chỉ có bị đậm gốc. Cái mặt sau lại đen đen xíu thôi. Đây, một pháp phụ. À, bản dây này là bản dây liền ha. Khóa em này thì sẽ có bị mù mờ mấy chị, to đùng nhưng mà còn mù mờ. Rồi có tăng giảm đây nè, còn 3 nấc nữa, dây khá là dài. Rồi quay dây em này cũng mướt rượt ở đây ha. Rồi láng o à, cái da này nó đẹp dữ lắm anh chị, mình rờ đã tay dữ lắm, láng o và nó mịn đã lắm. Một cái khóa, ở bên trong là lót vải kaki, cái màu nó là màu kem kem, khóa nhẹ. Một cái nắp nè, bên trong em này sẽ có, à cái này là ngăn phụ, ngăn chính là này. Lót nó sẽ bị dơ mấy chị, bị đậm cái phần giải lót ha. Có cái tác hiệu luôn nè, cái tác hiệu cái kim loại còn vàng đẹp luôn nè ha, vàng ánh luôn, không trời khờ mới. Một ngăn pháp phụ. Rồi cái vải lót nó sẽ có bị đậm, đậm vải. Cái vải này nó là cái vải gì kaki mà nó mỏng mỏng thôi, nó im. Ở bên đây sẽ bị dơ nhiều nha mấy chị, cái ngăn này nó bị dơ hơi nhiều. À cái khóa hai bên luôn nè, được sâu xuống luôn chứ. Rồi đây nó bị dơ ha. Một ngăn này có miếng dán, đây một ngăn nữa, mấy ngăn để thẻ. Rồi chịu khó giặt giùm em. À đây sẽ có hai cái chỗ giặt viết. Da bên ngoài thì đẹp không tì vết luôn, ở bên trong bị dơ. Đây mấy chị da con nó dẻo đã vậy nè ha. Một ngăn lớn, một ngăn nhỏ, ngoài đây được một khóa kéo nữa. À, không có khóa kéo miệng. Ở đây là cái vạt đen mấy chị, mình cái vải nó sẽ thấy đậm đậm nè. Cái này là lớp vải lót nè ha, cái màu nó vậy. Rồi da thì đã ghê luôn nè ha. Cái size cũng là cái size đẹp vừa thôi. Rồi màu nó y như thế này mấy anh chị, màu nó nhìn nó hơi tối tối á. Cao 17 ngang 29, dày 6 phân, em bán 150 mà F15. 150 mấy anh chị mà F15, da thật nha mấy anh chị ha, da đẹp. Rồi em qua mẫu. Em màu nâu đậm, nâu sô cô la, à size nhỏ nhỏ xinh xinh. Bản dây này là khoảng 1 phân cứng thôi, dây mảnh, da em này đẹp. Dày cui mấy anh chị và im, thật là im luôn nha. Quay dây em này là đeo chéo, dây nó khá là dài ha, không có tăng giảm, khóa là cái khóa rời, khóa còn đẹp nè ha, em thấy nó còn sáng, à, có bị mù mờ nhưng mà còn đẹp, không có bị tối hù nè, ôi đẹp lắm. À một mặt là có cái khóa càng cua như thế này, ở bên đây là dây dính liền, da còn mướt đẹp, mặt sau có một cái phụ, khóa phụ, rồi gốc đá gì đẹp hết trơn luôn, đây mấy chị đẹp hết trơn luôn ha, không có bị đậm gốc hay gì hết. Một cái nắp, cái size của em này rất là dễ thương mấy chị, size là cái size gọn gọn á. Mặt sau sẽ có một ngăn pháp phụ, à, đầu bản da luôn. Đây lót vải dù màu đen, em thấy nó sạch bon nè. Khóa nhẹ tơn luôn ha, một cái nắp. Bên trong của em này đây, em này sạch đẹp lắm, mới tinh. Ở bên trong hai ngăn lớn, một ngăn phụ. Ở ngoài đây một khóa kéo nữa ha. Đây mấy chị cái dù lót nè ha, đây cái nắp này nè ha, là dù mới tinh như thế này bóng lưỡng. Ở đây sẽ có một cái ngăn, ngăn này là ngăn chính nè ha. Đây nó có cái tách hiệu này ha, cái tách hiệu rồi giống hàng của Ý. Một ngăn, ở đây sẽ có một cái khóa phụ. Rồi vải dù mấy anh chị, vải dù này dày dặn và sạch bóng luôn. Một ngăn lớn nha, ở bên đây cũng là một ngăn lớn nữa, thêm một ngăn nhỏ. Ngoài đây một ngăn nữa, đây nó sạch đẹp như thế này, mới tinh luôn á mấy anh chị ơi, đẹp lắm. Da không có vết lỗi gì hết trơn nha, một cái khóa nè. Ở trong nè, đường may vào này kia đẹp. Cái ngăn này người ta sẽ để mọc nè mấy chị, cái miếng da mình thấy nguyên một cái miếng da màu nâu nâu này ha, là da mọc luôn. Người ta không có viền á, cái nắp nè, dày dặn, cứng cáp em này giữ. Rồi cái túi nó chắc đuôi à. Rồi size nó đẹp lắm, nhỏ nhỏ xinh xinh. Ngăn quá trời luôn, dày cui luôn mấy anh chị. À đây còn một ngăn nữa nè ha. Ô nhiều ngăn lắm luôn, một khóa kéo một ngăn. Ở trong là ba ngăn nữa. Rồi em này xịn sờ ghê. Cao 19 ngang 17. À, dày 6 phân em bán 250 mã F7 mấy anh chị, 250 mã F7 ha. Một em màu nâu đậm, da đẹp không có tì vết luôn á. Em tiếp tục một em phơm công sở mấy anh chị, da bị u không phải là da thật. Ở đây nó sẽ có một cái cha, cái này là bằng cái gì đây, gỗ mấy anh chị, cái cục này nè, gỗ. Em này là mình đeo vai, dây khá là dài, người ta sẽ để mọc mấy anh chị, da bị u như vậy ha, không có viền. Rồi em này có cái tách hiệu đàng hoàng đây, in trên da như thế này, không biết của ai. Đây mấy chị da bị u, người ta để mọc luôn này ha. Em này nó cũng mới tinh nè. Ồ nó dày lắm. Nhưng mà là da bị u không phải là da thật. Ồ không có trầy xước, không có vết gì hết trơn. À
em này mất dây mấy chị, ở đây nó sẽ có cái khoan này ha, hai cái khoan này, nhưng mà mất dây đeo rồi. Ở đây nó có cái chăn nè, da bị u rồi, cái này là ô, cái này mới tinh à, gỗ cứng ngắt à. Một cái khóa kéo ở bên trong một ngăn. Đây mấy chị là cái mặt trong của da bị u này, nó dày dữ lắm, rộng thật là rộng luôn. Ô chỉ một ngăn duy nhất thì thôi, không có ngăn nào nữa hết, không có khóa phụ được, cái có khóa tổng, nhưng mà cái khóa này chắc bị lai rồi nè ha. Cái khóa này nó màu đồng, trong khi đó cái đầu khóa này lại là màu trắng. Khóa bị lai, khóa thì ngon lành, cái khóa nó sẽ khóa hở mấy chị ha, cái miệng túi nó hở. Ôi da bị u nhưng mà nó dày thật là dày luôn nha, không tì vết nha mấy anh chị, mới tin à. À, cao 28 ngang 35, dày 9 phân, em bán 120, mã F27, 120 mấy anh chị, mã là F27 ha. Em này to đùng, một em phơm hến size trung, cái này là watch ha. À đây, cái màu nó sẽ vô watch màu, có dây đeo mấy anh chị, dây là dây zin, không phải là da thật, dây da bị u thôi. Dây này khá là dài này ha, tăng giảm còn nhiều lắm nè, da bị u. À đây, bản dây này là khoảng 2 phân cứng, còn mới tinh hả mấy anh chị, da BU nhưng mà còn rất là mới. Cái màu nó đẹp, à rộng nè, gốc và đẹp hết trơn nè. Em này sẽ không có lỗi nha mấy anh chị, không có tì vết gì hết, 4 đinh còn mới tinh luôn ha. Da BU ở bên trong, một cái khóa thôi, khóa nhẹ nhẹ mấy anh chị, nhẹ tơn luôn ha. Đây bên trong rộng mênh mông như thế này. Em này mấy anh chị 5 bộ đồ thoải mái luôn, cũng có tách hiệu nè. Rồi một khóa phụ, rồi khóa ngon lành nha mấy anh chị, một ngăn. Rồi cái ngăn này chắc giữa túi, ở bên trong nó sạch bon như thế này, mới tinh nè. Đây miệng túi sâu như thế này ha. Đây nó sẽ có chặn lại cái phần vải lót, vải này dày dặn, khóa này nó nhẹ dữ lắm anh chị, ngon lắm. Bên đây một ngăn lớn, một ngăn nhỏ, à sạch, không có một cái vết dơ. Da BU không phải là da thật, không có tì vết, không có lỗi mấy anh chị. Và cái da này nó dày dặn chắc chắn, dây khóa nguyên zin tất cả luôn ha. Ôi rộng lắm. À, cái màu đẹp ghê, nó hồng hồng, cái này là xám xám ha, rồi hồng trắng, rồi khoan khóa thì còn sáng trưng như thế này, nó mới mà. Cao là 26, à ngang đáy sẽ là 36, dày 14, em bán 150 mà F6 mấy anh chị, 150 mã F6 giùm em ha, mới tinh. Em qua mẫu, một em màu nâu, em này là mình xách tay và đeo vai, da thật mấy anh chị, da dày cộm luôn ha. Màu nâu, nâu đậm, gốc em này lại đẹp nè. Đây mấy chị, sạch bon luôn nha, không có trầy gốc luôn. Đáy túi thì cái phơm nó sẽ không thẳng phơm thôi. Da này nó dày dữ lắm, độ bóng cao nè ha, đây dày cộm luôn. Cũng không có tì vết nha mấy chị. Da em thấy nó đẹp lắm nè ha. Hình như cũng có nhạt nhạt một xíu cái phần viền này ha. Qua dây nè. Ôi mướt ruột à. À có bị nhẹ nhẹ trầy trầy chút xíu. Ồ dây dày cui luôn và da nó thật là mướt luôn. Xách tay cái size gọn gọn xinh xinh, màu nâu đậm. Có một cái ngăn, có cái khóa. Rồi cái khóa nó còn sáng trưng. À cái này là chỉ là cái nút hít 500 thôi, kiểu ở bên trong là lót vải dù mà nâu, cái ngăn này nó rộng, nút nó hít 500. Ở bên trong có một cái nút bấm và hai ngăn. Đây bên trong của em này nó rộng dữ lắm anh chị ơi, hai ngăn. À rồi, một cái khóa giữa, một khóa phụ. Rồi cái ngăn này nó sâu, vải dù ha, im ru. Ở bên trong nó sạch bon nè. Rồi một ngăn, ở bên đây có một ngăn. Một ngăn, ở đây là có hai cái miếng này là cái gì? À, để viết mấy chị dày cui ha. Ở đây là mấy ngăn để thẻ, vải dù. Ở bên đây sẽ có cái tách hiệu, một cái khóa. Rồi sạch đẹp như thế này ha, rộng mênh mông. Ở đây sẽ có một cái nút bấm. Sạch bon mấy chị, em này cũng không có lỗi gì hết trơn á. Sạch sạch và mới. Da em này nó dày cộm luôn nhưng nó có bị nhăn nhăn da. Đây, có bị nhăn nhăn da rất là dày. Size gọn gọn thôi, cái quai dây em này mình đeo vai thoải mái luôn. Da cái quai dây nó to đùng luôn. À, cao 21 ngang 28 dày 11, em bán 200 mã F2 mấy anh chị, 200 mã F2 ha, màu nâu sô cô la. Một em này size to to, à, dây dài mấy anh chị, cái này là mình đeo vai, da này đã dữ lắm, nó dày thật là dày và nó chắc lụi luôn, ít xác gì nè ha. Cái hiệu này cũng hay gặp nè, ở đây nó có 2-3 cái bông qua, cái này là da luôn nè, đây mình nhìn thấy là nguyên một cái miếng da luôn ha. Rồi cái kiểu của em này, à, gốc đẹp mấy anh chị, gốc không có trầy khờn gốc nha. Da của em này cái dòng da nó sẽ nó không có bóng da thôi nhưng mà còn đẹp da nè. 4 đinh là màu đồng bên hông, em này cũng không có tì vết, da đẹp nha, không có bị lỗi da mấy anh chị ơi. À, nhưng không bóng da thôi mà nó sẽ rất là chắc ha. Khoan khóa là màu đồng này, hiệu dập trên này, dây còn mướt thật là mướt luôn, im ha, dày dặn. Ôi nó cứng cáp dữ lắm, không có ngăn ngoài. Một cái khóa chính, hai đầu khóa.
một cái kéo nè, không ở ngoài sẽ không, ở ngoài không có tì vết, không có bị một cái lỗi gì nha mấy anh chị. Tại sờ em cũng không thấy luôn bên trong. Đây bên trong, rồi ô coi nó đẹp nè ha, lớp vải in hiệu hãng. Phải dù mấy chị, em thấy nó sạch bon luôn. Rồi có định đáy rồi mấy chị, ở trong nó rộng ghê luôn. Em này 3-4 bộ đồ. À đây, một cái khóa khóa IKK, một khóa phụ ha, vải dù. Rồi cái tách hiệu đây, à, màu tím tím, tách vải. Bên đây một ngăn lớn, một ngăn nhỏ, vải thật là dày dặn, không có một vết dơ mấy chị. Cái vải này em thấy còn cứng vải luôn này ha. Logo với lại in hiệu, khóa nhẹ tơn, hai đầu khóa, đầu khóa là cái bảng da luôn. Rồi cái miệng túi sẽ làm vậy, nó sẽ nằm xuống dưới. Rồi mình cầm lại nó sát ra cái miệng túi như thế này ha. Da này nó dày lắm luôn. Đây mấy chị đẹp ghê ha, xinh xinh kiểu. Cao là 22, ngang miệng 26, ngang đáy 33, dày 13. Em bán 280, mã là F25. 280 em này, mã là F25. Đồ mới cao mấy anh chị, em tiếp tục. Đây em này, một em nhỏ nhỏ xem mấy chị. Em này sẽ không vừa điện thoại mấy chị, em này nhỏ xíu à nha. À da thì đẹp lắm, cái màu nâu, nâu nâu đỏ hả? Ồ màu nâu đẹp lắm. À cái dây của em này nè, mình một là mình cầm tay đeo vai ngắn như thế này ha, còn đeo dài thì mấy chị từ 1m65 trở lên thì mới vừa mới được ha. Còn em có 1m55 em đeo là nó cách cái lưng quần tới một tấc vậy luôn nè, nó dài lắm. Rồi đây nó vậy thôi. Ôi sai, nó nhỏ nhỏ xinh xinh, da còn đẹp, mấy chị có đậm gốc một xíu xíu thôi ha. Cái dòng da của em này đây mình sẽ hay gặp là trường hợp mà nó sẽ có đậm đậm này ha, đó giống như nó có đồ mồi da. À, được cái là da đẹp và độ bóng nè. Đây bóng ngời ngời luôn, nó mới nha mấy chị, nó sẽ không cũ tí nào đâu. À, khoen khóa đây này ha, còn vàng ánh luôn này ha, còn rất là đẹp, rất là dễ thương, nhưng mà không vừa điện thoại. Ở bên trong có một cái nút bấm sai cưng lắm. Ở bên trong là lót da BU, cũng là cái màu nâu. Cái da BU ở bên trong em nãy lạ lắm mấy chị, nó sẽ ánh ánh vàng đẹp lắm, nó giống như là có nhũ nhũ vậy, đẹp lắm. Láng o nha. Có một cái khóa giữa luôn, nhỏ xíu vậy chứ cũng có khóa kéo đầy đủ nè. Một cái khóa giữa, khóa IKK, khóa màu nâu. Rồi cái ngăn này nó nhỏ nhỏ thôi. À, mình hơi bị khó lấy nha mấy chị, nhỏ xíu à. Rồi hai ngăn, một khóa giữa, sạch bon luôn ha. Ở bên trong láng o. À, da rồi em thấy bên trong này hả, miệng túi nè, đẹp hết trơn luôn. Khóa này, mình bung ra thì nó rộng nha mấy chị. Ủa mà không biết để điện thoại đứng được hay không. À, em quên thử rồi, chứ chiều ngang là sẽ không được rồi nè ha. Đây, rất là rộng. Khoen khóa sáng trưng, mỗi một bên 4 khoen. 8 khoen rộng nhưng mà size nhỏ. Hồi nó cưng lắm, cái màu em này đỏ đỏ nâu nâu gì đó mà nó bóng ngời ngời cái da luôn, nó mới mấy anh chị. Cao 15, ngang miệng là 12, ngang đáy là 14. À, em bán 200, mã là F12. 200 mấy anh chị, mã F12 ha. Dày là 8 phân em này, rồi cưng thật là cưng luôn. Đây cái màu của nó dày mấy anh chị, nâu đậm. Tiếp tục. Rồi tiếp tục một em này. Em này cái màu nó gì rồi, chính xác là như thế này ha. Em không biết kêu màu gì mấy anh chị. À, em này độ mới cũng 85% trở lên nha mấy anh chị, nó sẽ không cũ. Cái màu của nó vậy thôi. Nó có bị đậm da, ở đây có cái tua rua da thật nè. Đây nó sẽ có đậm đậm vài vết, gốc cũng đẹp này ha. Gốc mình sẽ không thấy bị đậm trầy gì nhiều, ít lắm. Đáy túi thì cũng có bị vài vết như vậy. Rồi ở đây nó sẽ có một cái đường viền da nè. Quay dây em này to hết hồn luôn này ha. Hai qua hai dây nó quấn lại như thế này, dày cui mấy chị và chắc đuổi luôn ha. Em này không có kim loại nè, da liền lặn hết. Đây nó cũng có bị đậm đậm trên này. À, đeo vai dài ha. Đây mình đeo vai đẹp lắm nè, da mềm đã lắm, da mềm và dẻo nè mấy chị, rồi nó im ru luôn ha. Độ mới cao, không có ngăn ngoài ha, size dễ thương. Ở bên trong nè có một cái khóa rộng lắm. Ở bên trong cái này là cái ngăn có khóa kéo, sẽ có hai ngăn ở đây. À ở đây nó sẽ có ba vết giống như là bút bi mấy anh chị ha, ba vết thôi. Rồi vải thì nó vải kaki, nó đẹp như thế này, nó mới lắm luôn. Một cái khóa phụ, rồi một ngăn vải mặt tách có gì trong này. Đây cái vải này em này nó dày cui à. Rồi, em này độ mới cao lắm nha mấy anh chị, bên trong sạch bon luôn á. Ở bên đây hai ngăn, một ngăn lớn một ngăn nhỏ đó, nó chỉ ba vết mực như thế này. Rồi có đỉnh đáy rồi. Rồi đẹp ghê nè mấy chị, dày dặn ha. Rồi cái ngăn này là có khóa kéo, khóa là bản da luôn này ha, khóa kéo nhẹ tơn luôn. Hai cái nút bấm hai bên nữa nè. Rồi sạch. À cũng có hai cái vết mực mấy anh chị. Miệng túi đẹp nha ha, không có đậm nhạt gì cái đường này luôn, mới tinh nè. Rồi ngăn này thì sạch bóng thật nè, da thật quá trời rộng luôn, túi nhẹ nhàng mấy anh chị.
Ồ, da đã, đây nó mềm dẻo như thế này nè ha, màu này giống như kem kem mà. Ồ, da nó cũng bóng nè mấy chị, nhưng mà cái không phải là cái dạng bóng ngời ngời, da mềm xẹo đã ghê nè. Đây còn hơn à, da thật dùm em, cao 24, ngang miệng 29, ngang đáy 36, em bán 200 mà F11, 200 mấy anh chị mà F11 còn mới ha. Em tiếp tục, đây tiếp tục một em da BU mấy anh chị, mới tinh nè, nhưng mà là da BU màu đen. Em này cũng rộng nè, đeo có dây đeo, đeo vai đeo chéo đều được nè, có tăng giảm khoen khóa sáng trưng, khóa là cái khóa rời, khóa còn đẹp lắm nè ha. Rồi em nãy dày dặn chắc chắn mấy anh chị, da BU nhưng mà em thấy nó dày thật là dày luôn ha, không có lỗi, còn rất là mới luôn. Một ngang khóa phụ lót vải dù ha, một ngang khóa rồi không có lỗi nha mấy chị, đều đẹp hết trơn như vậy. Cái này là cái mặt trước nè, có một cái khóa bên hoa khóa xuôi, rồi nó sẽ tới đây một cái khóa ở bên trong đây. Em này nó rất là rộng nha mấy anh chị ha. Cái phần đáy em này đây có xếp con hai con, đáy túi sẽ rộng, ở bên trong một khóa kéo miễn, đây bên trong một ngăn to như vậy. Ôi nó sạch đẹp dữ lắm anh chị, và rộng mênh mông. Em này nó đựng quần áo 3-4 bộ đồ được nha mấy anh chị. Có một cái ngăn phụ khóa kéo sáng trưng luôn này ha, một cái khóa. Rồi ở đây cũng có cái tác hiệu đàng hoàng. Mấy em này mấy anh chị là da BU nhưng mà nó nằm trong là lô hàng Nhật hết, như cái cặp nhỏ nhỏ, cái gì, cái túi xanh xanh nãy là hàng Nhật, bắt in Nhật luôn ha. Nhưng mà em này sẽ không thấy bắt in thôi, một con lớn một con nhỏ, vải dù sạch bon. Đây em này rộng ghê nè mấy chị, đẹp ghê ha. Rồi da BU nhưng mà em cảm thấy cái da này nó khá là đẹp, dày dặn chắc chắn, mới tinh. Cao là 25, ngang 33, dày 8 phân, em bán 150 mà F5, 150 mấy anh chị, mã là F5, mới tinh. Đây tiếp tục một em này da đẹp quá, cái màu của nó là màu đỏ tím nha mấy anh chị. Trời ơi, có cái dòng da mấy anh chị thấy con nó đẹp này ha, nó bóng ngời ngời. Em này có một cái điểm là cái dây của em này mấy anh chị, người ta làm lạ lắm. Ở đây là mặt da rồi ha, ở bên đây lại là cái mặt vải nè, đây lạ lắm, vải thôi được cái là láng o. Trời ơi, da này đẹp. Size cũng là cái size vừa vừa, size đẹp, gốc đẹp luôn này ha, gốc không có bị đậm nhạt nha mấy anh chị, nó láng này ha, nó mới thật là mới luôn, da bóng ngời ngời luôn. Đáy túi thì cái dòng da này nó mỏng mỏng, nó sẽ có nhăn nhăn da, bên hông cũng đẹp, khoen khóa sáng trưng luôn. Ồ đẹp ghê này ha, không có bị lỗi gốc nha mấy anh chị, trời ơi sạch dữ vậy, mới tinh luôn, không trầy khờn, không đậm nhạt. Một ngăn phụ em này nó mới dữ lắm, ở bên trong lót vải coi mới như thế này, một ngăn ha. Rồi khóa kéo ngon lành, khoen khóa coi nè mấy anh chị, coi đẹp nè ha. Đây người ta sẽ làm phân nửa nè, phân nửa âm ở dưới nè, đẹp ghê. Một ngăn, hai ngăn, hai ngăn có nút bấm. Trời, cái ngăn này nó rộng, lót vải này mấy chị, ô nó đẹp này mấy chị, coi cái bản da bên trong coi nó đẹp nè ha, nó sẽ bóng hơn nữa ha, đẹp ghê luôn. Hai ngăn có nút bấm, cái này nó không phải lỗi nha mấy chị, người ta làm lần về nè, ở trong mình sẽ thấy cái mặt da nó cũng là như vậy nữa nè, cái đắp nè đó, cái kiểu của người ta. Mới đầu em tưởng lỗi chứ, trời đẹp lắm em này, cái bản da này sẽ mềm mấy chị và nó rất là nhẹ. Bên trong đây, bên trong lót vải sạch đẹp này mấy chị coi nè. Ồ em này trong đã ghê luôn ha, nó sạch bon và nó sáng sủa. Cái túi, cái vải này giống như chưa sử dụng. Em này mấy chị ơi, hàng của Ý, Daniel của Ý nè, cái tag coi nó đẹp như vậy này ha. Ở trong đây nó có cái tag, em này là Made in Canada luôn nha. Rồi một cái khóa, ồ khóa nó nhẹ mấy chị ơi, coi vải lót đẹp nè, nó mới tinh, em này giống như chưa sử dụng, đẹp ghê luôn. Rồi cái túi nó thật là nhẹ, chỉ một ngăn lớn thôi, một khóa phụ, không có ngăn nào nữa hết trơn. Ôi túi nó nhìn cũng đẹp gì đâu luôn. Đây em này đẹp lắm mấy chị ơi, mới tinh luôn nha. Cái dòng da của em này nó vậy mấy chị, nó sẽ mỏng mỏng, thành ra mình sẽ thấy da nó sẽ không có thẳng nè, nó mỏng lắm nhưng mà nó dẻo, thật là dẻo luôn. Màu đẹp nữa, độ mới cao nha mấy chị. Cao là 18, ngang 32, dày 11. Em bán em này là 280 mã F19, 280 mã F19. Độ mới em này là 95% trên luôn nha mấy chị, nó mới tinh nè. Em qua mẫu. Rồi một em màu đỏ mấy chị, em này là da BU thôi ha, em không độn phơm này. Da em này nó cứng nhắc à, nó dày dặn cứng cáp dữ lắm. Màu đỏ đô phối với lại cái đường viền là màu trắng. Da BU em này có một cái điểm là cái phần quai da của em này, cái đường keo nó sẽ không đẹp, nó hơi bị lưa tưa. Cái màu trắng này thì còn trắng bóc luôn này ha, sạch bon, em này nó mới dữ lắm. Da rất là dày luôn mấy chị, có phơm cứng nhắc như thế này. Hai ngăn bên hông, ở đây là lót vải sọc.
đáy túi này ha, cái đường viền trắng nè, nó còn trắng bóc luôn mấy chị, nó không có trầy khờn gì hết trơn, túi nó dày dặn nha, mình cầm túi chắc chắn. Không có ngăn ngoài, ở bên trong sẽ có hai ngăn và mới một khóa giữa, em này nó mới tinh nè mấy chị, tát giấy rồi, còn ở đây nó có cái logo, cái này là để tên hả, đây dày dặn lắm nè, hai ngăn một khóa giữa. Cái tát hiệu một cái khóa. Rồi vải dù mấy chị, cái vải dù này thấy nó mỏng mỏng thôi, nó kêu kêu chút xíu, cái khóa này sẽ hơi bị nặng tay xíu à. Rồi một khóa ở đây, một cái khóa giữa nữa nè. Ôi vải sạch đẹp ha, cái đường viền này nó sẽ bị đậm ngay chỗ cái miếng da mấy chị, sẽ không phải là dơ nha, đậm cái miếng da. Khóa kéo nè, cái đầu khóa trắng này nó còn siêu luôn nè, em này còn mới. Ở bên đây một ngăn lớn một ngăn nhỏ, cái vải lót nó vàng vàng sọc sọc, ở đây nó sẽ bị đậm nè anh chị, cái đường may cái phần là may bên trong thôi, không phải là dơ, một ngăn thôi. Rồi dày dặn chắc chắn. Cao là 23, ngang 28, dày 8 phân, em bán 150 mà F9 đó chị, 150 mà F9, em này mới tinh ha, táp giấy tùm lum. Rồi một em nhỏ nhỏ xinh xinh, mình xách tay thôi, đây dáng xách tay ha, phơm dễ thương, gọn gọn. Có bị trầy khờn da, đây một vết, hai vết. Rồi có bị cấn cấn da, da thì rất là đẹp. Cái phần kim loại này mấy chị, người ta phủ bóng cái chống trầy xước, chống oxy hóa này, nó bóng ngời ngời luôn ha, trắng trắng bạc bạc á. Góc đáy em này, cái phần đáy túi nó sẽ bị mất phơm chút xíu nè, cái phơm nó đúng ra là nó phải thẳng như vậy. Không trầy da cái phần gốc này ha, đây không trầy cơ gốc này mấy chị. Rồi qua dây thì cứng ngắt như vậy, đây mấy chị, nó cứng giữ cứng luôn ha, và phơm nó còn đẹp nè, khoen khóa em này còn sáng trưng. Có bị trầy da đây, vài vết như thế này ha, được cái là phơm này mấy chị coi nó còn cứng phơm, đứng cái túi đẹp ghê không, không có ngăn ngoài ha, ở bên hông như vậy, đây kiểu nó làm vậy nè đó, mình để được ít nó sẽ nằm sát lại như thế này, mới tinh nè. Đây bên trong cái nắp này là da bị u mới, không phải là da thật ha, mình sẽ thấy nó có hơi bị khờn khờn. Bên trong thì rồi lại sạch bóng luôn, một cái khóa. Rồi cái vải dù, cái vải dù này ồn ào nè, một ngăn to, cái vải dù này nó mỏng mỏng, nó ồn ào, nó sột sẹt, một khóa. Rộng lắm bên trong và nó sạch bóng luôn. Em này bị một cái chỗ này là cái phần lót này thôi. Ôi cái khoảng đây mấy chị, cái phần kim loại mấy chị coi sáng đẹp nè, mới tinh nè, một cái nút nhảy lắm. Ôi phơm nó đây cứng ngắt phơm luôn ha, size đẹp. Cao là 14, ngang là 30, dày 9 phân. Em bé em này là 150 mà F18, 150 mấy chị mà F18. Em qua mẫu. Đây tiếp tục một em. Em này là dây bản to. Dây là phối một mặt là da, một mặt là dải dù màu nâu. Em này độ mới cao mấy chị, dòng da nó mềm xèo đã này ha, khóa YKK hết trơn này, khóa này sáng trưng luôn ha, độ mới cao. Gốc nè, không có bị đậm gốc, không có bị khờn da, mấy chị coi bốn cái gốc có xe sạch bon như thế này ha. Đáy túi đẹp, không tì vết nha mấy chị, cái mặt này nè ha. Da nó mềm đã lắm. Trời ơi màu túi thật là tươi, cái màu vàng. Mới tinh luôn nha, độ đẹp nè mấy chị, có gốc coi nè, không trầy khờn, không một vết dơ. Dây có tăng giảm, khoen khóa còn sáng ngời ngời luôn. Dây là dây dính liền, hộ mới dữ lắm. Đây đẹp, thật là đẹp. Bán dây này là khoảng 3 phân. Ngăn ngoài sẽ có hai ngăn khóa kéo ha, bên trong khóa kéo miệng. Đây bên trong lót vải kaki nè mấy chị, coi đẹp như vậy ha, nó mới tinh như thế này. Một ngăn rộng. Đây sẽ có một cái khóa, khóa YKK, một khóa khóa ngon lành ha. Đây vải lót nó sạch đẹp như thế này, dày cui. Bên đây sẽ có một ngăn lớn, một ngăn nhỏ, ở ngoài đây mình sẽ có hai ngăn. Ôi ô phá nó nhẹ mấy anh chị, đã dữ lắm, nó nhẹ tơn mà nó sáng ngời ngời luôn. Rồi đây sạch bon, vải còn cứng vải luôn á. Rồi em này mới dữ lắm, sạch đẹp, da thì nó mềm. Đây mấy anh chị, đã như vậy nè, ôi đẹp ghê luôn, màu vàng, cái màu vàng này nó tươi tươi. Rồi cái đầu khóa cũng là cái khóa YKK, và cái khóa này nó cực đẹp luôn nha mấy anh chị, coi nó sáng nè, sáng trưng luôn, mới tinh luôn. Rồi độ mới cao. Cao là 18, ngang là 31, em bán 320 mã F31. 320 mã F31, mới tinh sáng trưng cái túi. Em qua mẫu. Rồi một em màu đỏ hồng, em này độ mới cao ha, cái màu nó thật là tươi mấy chị, hồng nhiều hơn đỏ, màu tươi lắm. Da dập vân gì đây? Vân xấu. Rồi da nó sẽ bóng nè mấy chị, cái dòng da này nó bóng ngời ngời luôn. Em này là mình xách tay và đeo vai, dây nè ha, mướt. Màu da bên này với lại ở dưới này nó sẽ không có sự khác biệt, nó mới đều, nó đẹp đều luôn. Gốc sẽ có bị đậm chút mấy anh chị, tông thôi. Đây nè ha, bị một tông thôi. Đáy túi cũng có bị đậm đậm cái đường này xíu nè,
Đó, có 5 cái đinh. Cái màu trắng của các em này là cái trắng bạc. Và mấy cái đinh này thì nó sẽ có mờ ở bên hông. Ở đây nó rút rút cái miệng lại đẹp nè. Ô, sạch đẹp dữ lắm, mới tinh luôn. Em này chỉ bị gốc đậm chút xíu thôi mấy chị, còn ngoài ra mình sẽ thấy nó sáng ngời ngời cái túi luôn ha. Da ở đây nó cũng còn đẹp ghê luôn nè. Đây, đây mấy chị, không có bị lưa tua da gì, nó mới dữ lắm. Ở bên trong có một cái nút bấm và có hai cái khóa kéo. Rồi, cái ngăn này là cái ngăn chính có nút bấm. Đây mấy chị có sạch nè, ở trong nó mới dữ vậy. Một ngăn lớn, một ngăn nhỏ, vải kaki nó thật là dày luôn và nó mới cáo luôn, chưa sử dụng em này. Ở đây có cái tag hiệu đây, này giống cái hiệu này giống của Pháp này mấy chị, cái tên này nè, không biết đọc. Một nha. Rồi đây sạch bon như thế này, vải nó còn cứng vải nha mấy chị, nó không có nhào. Vải còn mới cứng. Rồi một cái khóa. Ở đây là có một cái nút bấm, khóa còn sáng trưng. Rồi một nút bấm. Rồi dây kéo là nguyên zin hết nha ha. Đây, đây mấy chị, nhìn cái đầu khóa này ha, nó cũng đẹp, nó cũng không có sự khác biệt, không có bị cũ gì hết trơn so với loại thân túi. Hai đầu khóa, rồi khóa kéo nhẹ tơn, sạch. Một ngăn quá trời rộng, hai ngăn không có ngăn phụ nào hết trơn, tiệm vết dơ đỏ mắt nè mấy chị không ra. Một ngăn. Rồi da nó thì nó mềm như vậy nè, nó dày mấy chị và nó mềm nhũn như thế này. Rồi màu tươi, xài tết đẹp nè. Màu rất là tươi. Cao là 24, ngang miệng 32, ngang đá 38, dày 11, em bán 300 mà F8 anh chị, 300 mà F8 nha ha. Đồ mới cao, rất là mới luôn. Đây một em này, ôi em này nó nhỏ nhỏ cưng cưng. Da bi u mấy anh chị, không phải là da thật, da đen nè ha, đó, nhưng mà là da bi u. Rồi em này nó mới tinh nè, màu trắng, đây màu trắng mà nó còn trắng bóc như thế này. Nó mới, cái này là cái sọc, màu kem, màu xanh, màu xám xám, màu hồng, quá trời màu luôn. Rồi đây qua da như thế này, mới mấy chị, sao nhỏ nhỏ xinh xinh quá trời rộng luôn. Hai bên hông sẽ có hai cái ngăn nhỏ nhỏ ở bên trong, hai ngăn vào một cái khóa kéo. Đây bên trong lót vải, vải dù mấy chị, vải này nó mỏng mỏng thôi và nó trắng tinh như vậy ha. Mới một ngăn, hai ngăn, ở bên đây cũng có một cái khóa kéo. Rồi sạch bon. Ngăn này là cái ngăn có khóa chính nha. À, một cái khóa, khóa là cái bảng da. Đây mấy chị, cái miệng túi của nó trắng bóc như thế này, màu trắng. Một ngăn nữa có nút bấm, ở bên đây cũng một ngăn nữa có nút bấm. Mới tinh, size nhỏ nhỏ xinh xinh, mình xách tay thôi. À, kẹp nách được nè, cái dây nó cũng hơi dài dài. Rồi cứng ngắt cái phần quai da nè mấy chị, cái này có bảng nó khoảng là 2,5 phân. Đây nó trắng bóc nha. Ủa nó mới dữ lắm, có một cái là da bi u không phải là da thật. Hai ngăn bên hông. Rồi dày dặn. Ủa nó cưng em này, mới tinh nè, cái màu nó dễ thương quá. Cao là 16.5, ngang là 25, dày 11. À, em bán em này là 120 mã F14, 120 anh chị mã F14. Rồi dễ thương ghê ha. Em qua mẫu. Một em nhỏ nhỏ xinh xinh da thật, mình đeo vai mấy anh chị, em này dòng hàng của Ý nha ha. Qua da của em này, đây, xích nè, màu vàng đồng mấy anh chị, có đẹp như vậy. Một đầu, à dây là dây rời này ha. Khóa đẹp lung linh luôn. Bản dây là một mặt là da, một mặt là dù, rồi mới cáo luôn. Cái dây em này đẹp ghê nè mấy chị, da nó mướt ha. Cái dải dù này coi nó bóng nó ngời ngời như vậy. Bản dây này là khoảng 2 phân, dày dữ lắm. À, size nhỏ nhỏ xinh xinh, da ghép lại nè. Đây mấy chị, từng miếng da này ha, 3 miếng da ghép lại, màu nâu đậm, da rất là đẹp. Rồi, à, không có ngang ngoài gì hết trơn. Cái này mình đeo vai kẹp nách nó cưng như thế này, nhỏ xíu. Điện thoại chiều ngang có mấy chị, cái chiều cao nó thấp thấp thôi nhưng mà rộng. À, bên trong điện thoại thoải mái luôn. Đây bên trong, cái nắp này là da lộn mấy chị ơi. Cái phần da lộn này nó có bị giống như là mình cảm giác nó hơi bị khô mấy chị ha. Đây mình rào mình sẽ cảm thấy nó khô khô cái phần da. Cái màu nâu không bị dơ ha. Đây nó sạch đẹp không bị dơ. Hai ngăn, một cái khóa giữa. Ở đây là một ngăn nè. Cái vải lót thì nó lại là mỏng mỏng thôi. Đây mấy chị, cái tác hiệu của Ý nha ha. Miếng chất da. Rồi rất là đẹp cái phần da. Một cái khóa nè, khóa ngon mấy chị, một khóa phụ, một cái khóa giữa, khóa cũng là cái khóa khóa đồng. Hai ngăn, rồi hai ngăn, một khóa giữa, một khóa phụ, rộng mênh mông luôn và sạch bóng luôn ha. Đây, sạch đẹp lắm. Ở ngoài đây quá trời ngăn để thẻ nữa nè ha. Rồi da nó mềm xèo. À, ở đây là có hai cái nút bấm, ý nút 500 mấy chị. Rồi nó cưng như thế này. Da ở ngoài không có tì vết mấy chị, màu nó sẽ đều hết trơn như vậy nha, đẹp lắm. Cao là 13, ngang 26,
Em bán 280 mã F29, 280 mấy chị, mã F29, đồ máy cao lắm, đẹp lắm. Không có tì vết nè mấy chị, khoan khoái là thật là đẹp luôn. Đây một em màu tím, hồi cấm hảo đẹp lắm chị. Cái dây nó dài mình đeo vai được nè ha. À, dây khá là dài. À, đây em này là của Ý nhé mấy chị, Verabilly Made in Italy ha. Cái dòng da này nó sẽ mỏng mỏng nè. À, cái dòng da Ý mình hay gặp cái dòng da này nó mỏng mỏng mà nó hơi nhăn nhăn da vậy đó. Gốc sẽ có bị đậm xíu thôi. Đây, gốc đậm. Cái túi có bị trầy cờ khờn cứng da. Hai đầu khóa. À, đây mình không thấy lỗi da của hai mặt da mấy anh chị ha. Có cái đáy túi em sẽ thấy có trầy khờn. Đây nó sẽ nhăn nhăn da thôi, nó không có trầy xước. À, đơn giản. À, khóa kéo sâu ghê nè. Hai kéo cũng là cái màu tím nè. Ồ, phá mấy anh chị, nó lướt nó nhẹ dữ lắm. Bên trong nó về nè mấy chị, lót màu xanh này, xanh gì, xanh xanh lá ha, xanh lá đậm. Cái chỉ may của cái em này nè mấy chị, nó sẽ không đẹp cái phần này. Nó không đẹp. Định đáy rồi ha. Cái vải nó mỏng mỏng thôi. Rồi đúng rồi, vải này nó mỏng mỏng thôi. Mà sạch bon à, một khóa phụ. Rồi phá nó nhẹ tơn luôn mấy anh chị. À, định đáy rồi ha. Nó sạch đẹp lắm, chỉ có một cái ngăn phụ thôi, rộng và sẽ dễ dàng lấy đồ đạc kiểu lắm nè ha. Ở đây nó sẽ có vải như vậy. Rồi khóa kéo, khóa nào khóa nấy nhẹ mấy anh chị. Nhẹ tiều luôn á, đã dữ lắm. Đây cái đầu da đây cũng còn đẹp lắm nè ha. Không có kim loại, da không à, màu tím. Đây mấy chị đó, dòng da của nó sẽ có nhăn nhăn da như thế này thôi, không có lỗi nha. Em cũng không có thấy trầy khờn đây, nó nhăn như vậy. Dòng da nó mềm á. À, độ mới cũng cao nha, không có bị cũ túi mấy chị, không có bị xuống màu nha. Cao là 22 nha, 28, dày 7 phân, em bán 200 mã F10. 200 mấy chị mã F10, túi nhẹ nhàng lắm. Rồi em tiếp tục. Rồi em này một em xách tay màu xám phối với lại cái qua da là cái màu nâu. À, em này qua da còn đẹp ghê nè ha, còn mướt da thật là đẹp luôn nha mấy anh chị. Không có kim loại. Đây cái gốc này nó đẹp ghê luôn. Cái chữ R, cái tác hiệu gì đây? Màu xám ở đây mình sẽ thấy có đậm đậm da vài vết. À, đây nó sẽ có đậm đậm xíu. Ở bên đây cũng vậy, nhạt lắm mấy anh chị. Đáy túi thì lại sạch đẹp ghê nè ha, láng sạch. Rồi nó chỉ bị vài vết như thế này, cái mặt này sạch bon luôn nha mấy chị, cái mặt này sáng trưng luôn. Khóa này ha, rồi đẹp da, da thật mấy chị, size nhỏ nhỏ xinh xinh. À, độ mới cũng 85%, ở trong là lót da, ủa lót da mà cái phần da bên này nó xấu rồi mấy chị, cái da này nó nhèo và em thấy nó có đốm trắng vậy đó. Ở bên trong có khóa kéo miệng, khóa đồng bộ nữa ha, khóa đẹp nè, khóa này dễ kéo. Đây ở bên trong của em này nè mấy chị, lót nó nhăn nhăn da như thế này ha. Rồi nó khô queo, nó sạch sẽ nha. Cái này là cái gì ta, da bay u, không phải là phun sơn. À, nhưng mà nó không đẹp mấy chị, nó có móc móc vậy đó. Một ngăn khóa kéo. À, vẫn xài bình thường, không có bị bớt dính, không có bị tróc gì hết trơn, nhưng mà nó sẽ không đẹp thôi. Miệng túi này mấy chị coi sạch sẽ. À, lót cũng gọn gàng lắm nhưng mà không đẹp. Một phát da thật dùm em ha, nhỏ xíu à, mà đã da lắm nè. Ê, da đẹp ghê luôn, nó dẻo, túi nhẹ nhàng. Cao 21, ngang miệng 27, ngang đáy 22, dày 11, em bán 150 mà F16. 150 mà F16, da thật dùm em ha. À, không có lỗi da nha mấy chị, ở bên ngoài nó hoàn hảo luôn ha. Qua da gì đẹp hết trơn, ở đây nó có đậm đậm xíu chỗ này đây. Rồi em qua mẫu. Rồi một em này màu xanh lá, da dập vân rắn. À, hai bảng dây da bi u thôi, cái quai da này là da bi u, một cái đeo xách tay và một cái dây này khá là dài. Em này dây nó dài lắm, mình chắc phải cột lại, dài lắm, đeo vai đeo chéo gì đó mình tùy chỉnh cột được. Khóa của em này nó là màu nó như vậy, nó nhạt nhạt màu vậy nè mấy chị, ý nó mờ mờ chứ. À, gốc đồ đẹp hết trơn, em này nó không có cũ. À, màu xanh. À, da dập vân rắn, nhăn nhiều lắm, sạch trơn, không có vết lỗi gì hết. Một ngăn phụ, lót vải dù sạch bon hả mấy anh chị. Ở đây sẽ có một cái nắp, quá trời ngăn luôn ha. Một ngăn chính, hai ngăn phụ. Đây bên trong quai da em này sẽ là một phân yếu. Hồi da còn mướt rượt à, còn mới tinh à. Một ngăn chính. À, có một cái khóa phụ. Ở đây nó có cái tết hiệu, em này hình như là hiệu của Mỹ. Một khóa. Rồi một khóa phụ mấy anh chị, khóa nó rất là rộng, muốn hết cái túi luôn ha. Một ngăn chính nè, ở bên đây một ngăn phụ, một đây một ngăn nữa là có khóa kéo hết trơn. Ở đây là ba khóa kéo, ở bên đây một khóa kéo, nó là bốn khóa kéo. Rồi có một cái nắp đậy, khóa kéo ngon lành hết nha, khóa là đồng bộ hết nè. Rồi túi nhẹ nhẹ xinh xinh, nhỏ xíu à mấy chị, nhỏ xinh. Điện thoại tất cả các dòng đều được. Cao 16, ngang 19.5, dày 3 phân, em bán 150 mã F21. 150 mã F21 ha. Em qua mẫu.
Rồi một em túi dù, em này là bản dây 2,5 phân mấy chị, dù nó còn đẹp dữ lắm nè ha, qua da này nó mứt rượt nè, có tăng giảm khóa là cái này là gì, nhựa cứng dù. Em này là hiệu của Nhật mấy chị, Sarabi của Nhật, đẹp nha. Dù này mấy chị em thấy gốc nó còn mới nè ha, cái dù này nó sẽ mỏng mỏng thôi. Đây ở đây đó mấy chị, cái qua da dây á, chỗ này em thấy nó sẽ sao ra cái màu nó hả, là sao đây, nó có nhạt nhạt nè, trắng trắng gì nè ha. Một ngăn phụ khóa này lại rất là đẹp luôn nè, rồi khóa hiệu này mấy chị, khóa rất là chắc nha. Một ngăn mặt sau, đây tới đây luôn ha, cái ngăn này rộng nè, khóa dọc khóa ngon nha mấy chị, khóa kéo rất là đẹp, rồi khóa đồng bộ với khóa nào khóa nấy nè, sáng ngời ngời luôn. Ngăn chính và một ngăn phụ nữa. Rồi bên trong em này là ở ở bên trong này nè mấy chị là da bị u ha, còn cái mặt ở bên này lại là một cái lớp nhựa dày cua như thế này. Em này là made in Japan luôn mấy chị, hàng Nhật, made in Nhật luôn. Một khóa rồi, đây mấy chị, cái lớp nhựa này nó dày thật là dày luôn nè, để em lôi ra được không, có định đái rồi đây, nó dày lắm luôn này ha, bóng lưỡng và dày dặn. Rồi cái này là ngăn khóa chính, ở đây sẽ có một cái ngăn nữa, đây sạch đẹp hết, dù này nó sẽ mỏng mỏng thôi. Rồi khoan khóa ngon lành hết trơn, khoan khóa rất là đã luôn ha, hai ba ngăn gì đây, quá trời ngăn mấy chị, và nhẹ nhàng lắm. Rồi hàng Nhật nha, xịn sò mấy chị, cái size nó rất là đẹp, size đeo gọn hơ và nhìn rất là nhẹ luôn. Cao là 21 ngang 15, dày 9 phân, em bán 200 mã F23, 200 mấy anh chị mã F23, một em dù Nhật ha. Tiếp tục. Rồi, một em màu đỏ đô mấy anh chị. Qua da của em này đẹp lắm nè. Dây nó dài mấy anh chị, đeo vai dài nè ha. Rồi, hai dây. Rồi da này mướt thật là mướt luôn này ha. Đều đẹp, mướt rượt luôn nha mấy anh chị. Em này cái dòng da của em này nó sẽ dày nhưng mà nó cũng có đầu mồi da đây. Đây, đây mình sẽ thấy là đều 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 đầu mồi hết trơn này ha. Đây có cái tác hiệu ở trên đây dập ở trên này nè. Gốc đáy rồi thì lại đẹp cái đường viền nha, không có bị trầy, không có bị khờn cái đường viền. Ở đây nó sẽ có nhăn nhăn da cái góc này ha, đây da nó dày dữ lắm, rồi có bị nhăn da mấy chị sẽ không có lỗi, không có trầy. Ở bên hông có cái kiểu khóa là cái khóa đồng, một nhăn phụ nè. Ở bên trong lót vải dù màu đen sạch bon rồi nè, một khóa phụ. Đầu khóa em này là cái màu đồng đẹp hết nha mấy anh chị, một ngăn chính. Ở bên trong của em này, đây khoen khóa của em này là cái màu đồng như mấy vậy mấy chị ha, cái da em này còn rất là đẹp nè, qua da cái này cứng nhắc luôn ha, không có bị lưa tưa da, đều đẹp hết. Ở bên trong sẽ có hai ngăn và một khóa giữa, ở bên trong nó sạch đẹp dữ luôn, nó mới dữ lắm mấy chị ơi. Một ngăn khóa phụ, rồi cái này là cái khóa giữa nha, cái vải dù này nó vừa vừa thôi ha. Đây bên đây đẹp ghê luôn nè ha, đây có cái độ móc khóa, đây mấy chị là cái bảng da nè, cái túi này thơm phức da nha. Rồi cái khóa đây mình thấy da nè ha, rồi một khóa phụ, rồi dãy dù sạch bon em này ha. Đây mấy chị cái phần da bên trong coi nó đẹp nè ha, nó màu đỏ nó đẹp và nó bóng thật là bóng luôn, nhất là cái phần khóa kéo này, mình thấy cái bảng da nó nè, ở trong nó vàng đẹp như vậy. Ủa nó dày da ghê luôn nè, nguyên một khúc da. Ở bên đây sẽ không có ngăn gì nữa hết trơn, sạch bon, ở bên trong nó lộng lẫy không mới tin nè, nó đẹp ghê luôn. Một khóa, một khóa chính ha, khóa ngon lành, miệng túi làm vậy nó nằm xuống vậy. Rồi da dày dặn chắc đuổi, hơi đẹp ghê. Rồi túi rất là rộng mấy anh chị, cao là 25, ngang miệng 36, ngang đáy 29, dày 10 phân, em bán 200 mã F4, 200 mấy anh chị mã F4, bên trong không một vết dơ nha mấy anh chị, mới tinh. Một em phơm hến, da này cũng dày cui luôn, chắc lắm luôn nè mấy anh chị, qua da coi nè, bấm không nổi luôn nè ha, đó nó cứng ngắt à. Da này nó dày lắm nhưng mà nó lại mềm đã lắm. Cái phần kim loại chỗ này nó có bị trầy khờn màu vàng, gốc em này sẽ có bị khờn nhẹ, rồi khờn nhẹ đáy túi thẳng băng. Mặt này mình không thấy lỗi da, da bóng ngời ngời mấy chị sẽ không thấy một cái vết nào đâu nè ha, láng. Mặt sau cũng vậy, ô đẹp da ghê luôn. Em này bị mất dây phơm hến. Đây sẽ có một cái ngăn có nút bấm, bên trong sẽ có hai đầu khóa, rồi khóa nhẹ tơn này. Mặt ngoài sẽ có một cái ngăn có nút bấm sạch đẹp nè, ở dưới có bụi bụi thôi mấy anh chị, một nút bấm nút nhạy ghê. Ở bên trong sạch bon ha, ôi sạch đẹp lắm và rất là rộng này ha. Một khóa kéo khá ngon, cái dải này nó dày cui luôn, dải màu đen, cái này là cái dải gì đây, không phải là dải dù. Rồi một khóa, ôi đây nè mấy chị, có rộng rồi ha, sạch bon luôn, đầu khóa nó nhẹ tơn luôn ha, hai đầu khóa
Rồi bảng da này nó chắc cú dữ lắm nè. Đây mấy anh chị. Ồ da nó dày thật là dày luôn. Túi chắc đuổi. Là cao 22 ngang 30 dày 9.5. Em bán 200 mà F28. 200 mấy anh chị mà F28 da thật dùm em ha. Tiếp tục. Một em màu đỏ, em này là mình xách tay và đeo vai, đeo vai kẹp nách mấy chị. Da em này rất là đẹp, nó dày dữ lắm luôn nè ha. À, gốc có bị đậm đậm gốc xíu thôi. Rồi, có đậm xíu thôi. Đáy túi đẹp nè. Ở đây nó cũng có đậm một cái đường này. À, da hạt mấy chị. Ở đây mình sẽ thấy nó đều hết trơn như vậy, không có vết gì hết. Mặt sau cũng vậy nè ha. Đây, đều trưng sạch bông luôn nha mấy chị. Và da dày, da hạt. Ở đây cái chỉ nó là màu vàng, em thấy nó còn tươi luôn ha. Khoen khoái em này là cái trắng trắng bạc còn rất là đẹp, có bị trầy khờn nè ha, nhưng mà còn đẹp dữ lắm. Dập hiệu trên này, em này là hiệu của Anh, của Mỹ gì đó quên rồi. Ở bên trong, ở đây nó sẽ có hai cái khoen nữa nè ha, ở bên trong không có ngăn ngoài. Rồi đây mình nhìn vậy nè mấy chị, có đẹp nè, nguyên một cái tấm da có đẹp nè, còn dày cui và dòng da dày nhưng mà lại là mềm dẻo. Ở bên trong không có khóa kéo miệng, lót vải vải gì nè, dày cui à, là nó láng láng mấy chị. Nó sẽ có đậm đậm chỗ cái nút này xíu nè, một tông. Rồi giải dày dữ lắm, gì mà nó láng ghê luôn nè, và dày cua chắc đuổi luôn ha. Một ngăn ở bên trong đáy túi sạch lắm luôn. Rồi cái khóa hiệu Ahaji, em này là của Korea Haji. À đây cái khóa cũng là cái khóa hiệu ha. Rồi đây mấy chị, cái ngăn này nó sâu tới đáy và nó rất là rộng luôn, không có khóa kéo miệng được, cái ngăn này to lắm. Khóa ngon lành, khóa sáng trưng, một ngăn lớn, một ngăn nhỏ. Lót đỉnh đáy rồi mấy anh chị, sạch bon ha. Cái màu của nó là nhìn nó hơi tối thì chứ nó không cũ ha. Cái sọc của nó đỏ đi tông nè. Rồi một nút bấm. Khóa còn ngon lành nha mấy anh chị. Khoan khóa em này đẹp, da cũng rất là đẹp luôn. Hình như nó ẩn ẩn, nó cũng có đèn đậm đậm cho trên nắp này chiếu. Cái mặt sau thì rất là đẹp luôn. Mặt sau đều đẹp hết nha mấy anh chị, không có bị loang màu nha. Em này đều một màu hết luôn, da chắc đuổi. Qua da em này, cái phần này. Rồi có bị đậm đậm cái phần qua dây này thôi. Đây. Size là size đẹp. Cao là 17 ngang 27, dày 6.5, em bán 250 mà F20, 250 mà F20 em qua mẫu. Một em này màu đen, em này là da thật giùm em, hình như là nó nâu nâu mấy chị, nâu đen ha, nhưng mà đen nhiều hơn nâu. À ngay chỗ này sẽ có một cái vết cứng cứng da thật. Gốc em này sẽ có bị láng gốc. Rồi, có láng gốc. À, dây dài này có tăng giảm, khoen khóa là cái màu trắng trắng còn rất là được. Rồi dây là dây dính liền, khoen khóa còn trắng đẹp nè mấy chị, sẽ không có bị rỉ sét, không có bị xấu màu nha, còn sáng trưng luôn. Có một ngăn mặt này, mặt trước mặt sau gì đây, bên hông lót vải hiệu hãng màu vàng đẹp quá. Rồi sao sáng dữ vậy. À cái ngăn này nó sẽ qua tới bên này luôn nè mấy anh chị. Ủa ở đây cũng có một ngăn nữa nè. Ủa sao lại vậy. À cái này cái kiểu thôi, một khóa kiểu thôi. Bên trong một khóa kéo miệng, khóa nhẹ tên. Rồi bên trong hai ngăn và một khóa giữa. Đây mấy chị lót vải, em thấy sạch đẹp nha. À có qua sử dụng giải, nó có đổ lông mấy chị, nó sạch nhưng mà nó sẽ không mới. À một ngăn lớn, một ngăn nhỏ. Đây có hai chỗ dắt viết, bản da em này nó dày cộm luôn. Một khóa giữa nè. Rồi khóa nó nhẹ tên à. Một ngăn giữa, đúng rồi, vải nó sẽ có đổ lông thôi, không dơ mấy chị. Ở đây nó có cái tát hiệu. Đây, mắc bê tát gì nè. Một cái khóa phụ mấy chị, khóa này sẽ hơi nặng tay xíu nha. Ngăn này thì nó sâu rộng tới đáy luôn. À em này bên trong rất là rộng, vải lót có bị đổ lông, không có bị dơ. Khóa này rất là nhẹ luôn mấy chị, cái da này nó mềm xẹo như vậy, da thật ha. Da này còn độ bóng, còn bóng ngời ngời luôn. Nói chung là trầy xước em cũng không thấy nhiều nha, không có luôn mấy chị, có một vết cấn nhẹ nhẹ thôi. À đây nó có khờn khờn chỗ này. Rồi da thật giùm em. Cao là 20 ngang 29 dày 6 phân, em bán 150 mã F24. 150 mã F24. Và rồi video buổi chiều của em đến đây thôi mấy cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Em xin cảm ơn và em xin chào.